Chào anh em và các bạn đến với kênh Dũng Miền Tây của mình nha. Ở đây thì hiện tại ba cây trăm lẻ nè anh em, cũng đang chuẩn bị xuống đồng. Ở đây đồng này thì đồng xã Vĩnh Phước, thuộc địa phận của huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Đây, lúa này lúa OM18 nè nghe nè, cũng có đứng bông nè, không biết có trúng không nha. Lúa này cũng không trúng hung đâu. Rồi lúc này thì đội máy đang đi xuống đồng anh em à, đang chuẩn bị cũng xịn soạn lắm à. Cánh đồng này thì có 200 công anh em, lúa OM18. Máy này là đời 2021 rồi nè. Chết cho. Này ba cây toàn cứ giữ không. Cây này thì cây thứ hai nè nè. Rồi lúc này thì ba cây đang có mặt ở dưới đồng rồi nè. Lúc này thì ba cây trăm lẻ đang mở vạc đi vòng đầu nè anh em. Máy này xuống trước, máy này quá lướt anh em ạ. Bánh chính bô ly thì tắt 35 bô ly tum tắt chính. Cây này thì trong lẻ thái. Đây còn hai cây này đang xuống nè. Đây có người dân ra đồng để bắt chuột rồi nè. Bữa nay cũng rất là đông người để ra đồng tham gia cùng ba cây trăm lẻ để bắt chuột nha anh em. Chuột đồng thì nói chung ra nó phá lúa, nó cắn lúa dữ dằn lắm. Bắt bớt đi mùa sau thì đỡ chút xíu, mà không cắn lúa mình nữa. Wow, có mồi kìa kìa anh em. Rất là nhiều người dân nè. Mới đi vòng đầu mà ăn nhiêu rồi nè anh em. Ây da. Hết hồn, hết hồn. Nó kìa.
Đâu hả? Nói ha. Mới mở vàng vòng đầu bắt được nhiêu ạ? Gỗng đưa đưa gỗng lên đây đi, để hồi ở dưới chung với sách luôn á. Không có đâu. Ừ, không có đâu. Đưa lên mới nguy hiểm á, tại dưới không sao á. Để đó được. Cây thì chạy bên sát chết bên bìa rừng, còn một hai cây thì đang chạy xuống đây nè. Hiện tại hai cây đang chạy giữa nè. Đồng thì đồng xã Vĩnh Phước anh em ạ, thuộc địa phận của huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Hai cây lúc này đang quá xiết rồi đâu. Máy này thì hàm 3m2, lọt lòng lại còn 2m7, cân nặng thì 4.6 tấn rồi nè. Cây 100 này. Còn hai cây 100 này đang lướt qua đời nhau nè. Ba cây này, ba cây 100 Thái không? Hai cây 100 đang đi lên. Hiện tại thì xe kéo đang đi vô nè. Cây 100 này coi lướt nè, hết hồn không, dữ dằn à. Ba đối thủ nặng ký không. Thấy không, có chuột lai lai gai kìa anh em ơi. Quá rồi, ngồi bén không. Hai cây đang tùng lên nè. Ba cây này thì binh độ cũng một cỡ một rồi nè. Máy này thì đòn máy này cũng mặn liễu. Ở Nam Thái Bảy. Rồi rồi rồi, dữ lắm rồi anh em ơi. Còn mấy miếng này của cuối chuột dữ trời luôn. Đi nè, nó mới dữ nè, đó. Bên này đông hơn bên kia, mình quay bên này nó đông hơn nè. Đó, quá rồi anh em ơi, mồi quá mồi. Con gì anh em ơi? Con gì bự lắm. Chưa xác định được con gì. Ôi ôi chạy kìa, chạy tốc độ à. Dịch chưa? Ở đây gần rừng tràm. Hàng hiếm nhiều lắm.
không biết con gì nha anh em, chưa xác định được. Wow, con xe kéo đang đi vô nè nè, xe này 3 lớp. Lúc này thì cây trăm lẻ đang đi xuống, hiện tại thì trẻ giữa quá nhiều đường luôn nè. Bên đây bên kia trẻ chỉ cái gì mà cắt nó lẹ hơn. Tàn đá gơm bắt nè, máy lướt lẹ quá, chuột chạy ra không kịp. Trên này quá chị, đông người ta dữ dằn luôn rồi nè, ở trên nè. Đây lúc này thì cây trăm lẻ đang đi xuống rồi đúng không? Ồ, quá rồi anh em ơi, quá mồi quá mồi. Còn trẻ ra quá nhiều đường luôn em ơi. Đó, đó, nhỏ. 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 Nhỏ lụm luôn. Trời, chết lắm, trẻ lắm. Chết lắm, chết lắm. Chết lắm. Chết lắm. Trời ơi trời. Quá. Chụp vô được á sư phụ. Quá dở sư phụ, dở dữ sư phụ. Lô lô lô. Hết hầu không? Lô đó. Hai con. Trời 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 chụp. Tức quá trời tức thiệt chứ. Đó, trời ơi. Lắm thiệt. Dính không? Dính không? Dính không? Quá tài. Chụp quá trời luôn anh em ơi. Con cái lúc này thì cây trăm lẻ đang đi xuống nè, cái này thì còn miếng bên đây khu này là cuối cùng, còn bên kia thì còn một miếng nãy trẻ cái làm hai nè, dữ lắm rồi em ơi, quá mồi rồi mấy ní ơi, ngoài sao kìa, quá trời ngoài sao luôn kìa anh em. Chuột này mà nướng mà chấm muối ớt cái. Còn gì bằng anh em. Nóng nóng một cái thứ gì chưa nói.
Chụp bắt bắt. Dữ lóng luôn anh em ơi. Ở bên kia cuối thì bên đây cũng còn mấy dòng nè anh em. Đây, kìa kìa. Dữ dằn không? Bắt. Ôi giời. Dính không? Dính không? Dính không? Không biết dính không nghe, có hiệu quả không Ní ơi? Rồi chắc mất tiêu luôn, thua chụp quá dữ. Hiện tại hai cây đang trẻ đi xuống rồi nè. Quá rồi anh em ơi, quá mồi anh em ơi. Đại tốn loạn hết. Rồi hai cây qua đó xiết bên đó luôn rồi anh em ơi. Còn bên đây đội hình bắt chuột à. Dữ dằn không à, mé này đang gian con chuột nè. Chạy mất tiêu luôn á chị ơi. Đây thì hai cây đang búa xuống rồi nè. Còn bên đây thì một cây đang dữ lắm rồi. Anh em chuột dữ vậy không? Lộn mèo luôn. Dữ thiệt. Ôi ôi bên đây kìa anh em ơi, dữ lắm luôn rồi. Ồ đúng không? Rất là đông người dân bắt chuột nhưng mà rất là đông chuột ra ngoài luôn. Trắng đồng hết luôn nè anh em ơi. Động trên quá nhiều, động trên nè nè, có thể cũng cỡ chừng cỡ 70-80 người dân để đi bắt chuột. Đó 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 đó. Lộn mèo xuống mé luôn.
Bước nãy bay được, giờ bà bán được trời. Bay qua thử ơi. Đây, đang gượt cái này mà đang dí, kìa. Dí cái này mà dí kìa. Bốn năm người đang dí con chuột. Tăng cường gọng thêm đi ha. Dữ lắm rồi anh em ơi. Quá mồi, bia về chưa, Đầy rộng luôn rồi trời. Anh này đầy rộng luôn nè. Để coi anh này bắt được nữa không ha. Dữ lắm luôn anh em ơi. Cái này uống rượu đế nó mới hết mồi chứ uống bia là no quá no, ăn không hết đâu. Vậy chà lẹ quá đó, đi xuống đường gom hết rồi nè. Dữ dàng thiệt. Chuột này nếu mà lột ra thì 120 kg, còn cân còn nguyên vỏ thì 80.000 kg nè anh em. Ôi kìa. Quá mồi. Cái này uống đế chứ uống bia no quá không hết mồi anh em ơi. Bia về chưa? Lát đi mua. Rồi. Dữ lắm luôn rồi. Lúc này thì anh em đội hình bác cắt máy kéo rồi cũng có thể là đi xuống bắt chuột nè. Ở đây. Kìa. Quá mỏi. Rồi, máy cắt cũng vừa xong, mình xin tạm dừng video tại đây. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo luôn anh em.